Ăn vụng bánh ngọt. Trời nắng, chợ xa mà chỉ mua có một chút đồ. Ơ, kìa, mẹ để con làm cho ạ. À? Rau tươi phải nấu ngay, con cứ để lạnh là mẹ không có ăn nổi. Đồ trong siêu thị an toàn mà thuận tiện mẹ ơi. Ngoài chợ vừa xa, sạch bẩn lại chẳng biết thế nào. Mới đi chợ được một hôm mà con đã kêu ca rồi. Mua được bát cháo chạy ba quãng đồng. Hai đứa đi nghỉ một chút đi, cho cô Bin còn ngủ trưa nữa. Về ăn uống mẹ đã không bàn nữa, nhưng sinh hoạt của thằng Bin thì phải khoa học. Hai đứa nghe mẹ nói gì không đấy? Dạ. Mẹ nói đúng đấy em ạ. Con vừa nằm là ngủ say luôn, cứ để chơi tùy ý sẽ làm thằng bé hư đấy. Anh có nghe giọng điệu mẹ nói với em hay không? Có gì đâu, sao em cứ làm quá lên vậy? Mẹ, kiểu mẹ cứ xét nét em á. Anh đón em đi chơi nha, nghe vợ càm ràm lại thấy khó chịu quá. Anh qua luôn đi, em sẽ diện bộ cánh mà anh thích nhất. Phải tranh thủ đổi chiếc váy hàng hiệu mới được. Nhìn vợ anh cũng không đến nỗi, mà sao anh chán chị ta vậy? Ngày trước cô ấy biết lắng nghe, nhưng gần đây mẹ anh nói gì cũng để bụng và cằn nhằn, như cái máy được lập trình chế độ tự ái với mẹ chồng vậy. Mẹ anh cũng không thích chị ta sao? Người già ai chẳng khó tính. Giá mà cô ấy cứ như xưa, biết điều như em bây giờ thì tốt rồi. Vậy thì anh đã chịu bỏ vợ để lấy em chưa? Đã thỏa thuận. Em không được can thiệp vào chuyện nhà anh cơ mà. Đừng có làm anh mệt mỏi. Em biết rồi, em vẫn ngoan mà. Được rồi, em muốn mua gì nữa? Ôi trời, về thôi anh ơi, em thấy hơi chóng mặt á. Mình phải là vợ của anh ta thì mới có số tài khoản kết xù đó. Mẹ lên, sao không gọi cho con ra đón mẹ? Hôm trước mẹ con đã nói con không nhớ gì sao? May mà có bà còn nhớ, chứ con rể thì bận, con gái lại đáng trí như vậy. Dạo này con hay quên quá à. Hay, bảo sao tôi khó tính, tôi coi nó như con gái của mình nên mới hay cằn nhằn bà ơi. Con Phương về đây là phúc của nó, thiếu sót gì bà cứ dạy bảo giúp cho tôi. Tôi đi đón thằng Bin về cái đã. Ấy chết, nay con Phương về sớm, bà để cho nó đi đi. Phải đích thân đón cháu, bà mới yên tâm mà. Con chưa tròn phận làm dâu, đừng chê mẹ chồng hà khắc. Mẹ không hiểu được đâu. Ai nhắn tin thế nhỉ? Đã đến lúc chồng chị là của tôi rồi. Thì ra đây là lý do anh lạnh nhạt với em đó hả? Anh không có ý gắn bó gì hết. Nếu em bỏ qua, anh sẽ chấm dứt chuyện này. Nếu em không bỏ qua thì sao? Có với nhau một mặt con rồi, em định làm gì? Anh quen cô ta chơi bời, em nghe em không hiểu hay sao chứ? Cô ta có thai rồi, anh còn nói là không sâu nặng hả? Có thai ư? Mà kể cả vậy thì chỉ là việc ngoài ý muốn. Em có biết vì sao bạn lại qua lại với cô ta không? Em đã nhìn lại mình chưa? Mấy hôm nó cứ lầm lì, ra là cháu nhắn tin sao? Đợi bác sang kể đầu đuôi cho bác. Thì ra mẹ hay ra ngoài về muộn là để tẩm bổ cho con dâu tương lai của mẹ. Cô ta liên lạc với bà để tìm đồng minh á. Có mỗi việc đón cô Bin mà con cũng quên thấy hả? Bin là con của con, cũng là cháu trai của mẹ đấy ạ. Đành rằng mẹ không ưa con, nhưng mẹ cũng phải đứng về phía cháu nội chứ. Mẹ lại còn cân nựng cô ta.
Con biết rồi thì càng tốt. Mai các con về sớm, mẹ đã hẹn cô ấy tới nhà rồi. Mẹ! Con đừng làm rối mọi chuyện nữa, kẻo thiên hạ cười vào mặt mình cho đấy. Cô ta dám thách thức như vậy là do bà bên vực. Tôi hận bà. Cháu ngồi cẩn thận nha. Bác còn thương con hơn cả anh Huy nữa đấy ạ. Mẹ sợ con mệt nên đã qua đón em đó. Chuyện đã rồi, con cần quyết định Huy ạ. Giữa hai đứa con chỉ được chọn một mà thôi. Phương à, sao con không lên tiếng? Con sẽ ly dị cho mẹ đón con dâu mới về. Đúng ý của mẹ rồi đúng không mẹ? Con đạp em nè. Chắc sắp được về với bà và bố nên nó vui đó. Mẹ thấy cần phải như vậy, dù gì anh nó cũng mang thai rồi mà. Nhưng đó chỉ là sự cố, anh không muốn ly hôn. Là người đàn ông lại không dám chịu trách nhiệm. Con hết yêu vợ rồi thì hãy trả tự do cho nó đi. Hôm trước anh còn thách thức em nữa cơ mà. Lúc ấy anh mang con ra là bình phong. Anh nghĩ chỉ cần lớn tiếng là em sẽ sợ. Cô ta có bầu là việc ngoài ý muốn thôi. Con tính sao thì tính, dù sao anh cũng sắp sinh thêm rồi, Phương nuôi cô Bin là hợp lý rồi. Thì ra mẹ đã sớm tính toán như vậy rồi. Nhưng mà toàn bộ tài sản phải để cho mẹ con của con Phương. Bác ơi, thế là sao ạ? Của chồng công vợ, con Phương đã hy sinh rất nhiều, nó xứng đáng thừa hưởng. Còn cháu đến sau, không thể nhận phần của người trước làm ra. Bác đã chấp nhận là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, trước khi trở về làm vợ của thằng Huy á, bác muốn cháu xem cái này đã. Cô định dùng cái thai này để lừa tiền tôi sao? Anh đã xét nghiệm rồi còn gì? Đứa bé thật sự là con của anh mà. Còn tôi thì cũng đừng mơ chiếm cái nhà này. Cô có phải mũi không mà cứ hút máu người khác thế? Nhưng mà em biết đi đâu bây giờ? Đây chắc chắn là video ngụy tạo, là chị dựng ra chuyện này. Anh ơi, anh nghe em giải thích đã. Bác ơi, cháu bị oan mà bác. Cái thai là con của người đó, con yêu cô ấy đến mức sẽ nuôi cả con của người ta hay sao? Đi ra khỏi nhà tôi. Gậy ông đập lưng ông. Tôi chỉ sử dụng trò cô đã dùng với con dâu của tôi thôi. Mời cô đi giùm cho. Con đã trách nhầm mẹ rồi. Con hãy nhận lỗi với vợ con đi. Đừng đổ lỗi cho người khác về sai lầm của mình nữa. Anh xin lỗi. Anh cần mẹ, em và con. Hãy tha lỗi cho anh. Con ơi, Huy nó sai nhưng đã biết quay đầu. Mong con cho nó cơ hội sửa chữa lỗi lầm này. Hạnh phúc của mình thì mình cần phải nắm giữ con ạ. Thôi, mẹ đi đón cô Bin về đây. Tối nay mình ra ngoài ăn ha. Người vá những ổ gà. Mumbai, Ấn Độ, năm 2015. Chà, con mặc bộ đồng phục này đẹp quá Prakash ạ. Đồng phục của trường quốc tế có khác, trông khác hẳn với các trường trung học khác. Trông mình hào hứng, cứ như là mình được đi học vậy. Con trai của chúng ta là người duy nhất của khu phố này nhận được học bổng của trường quốc tế Bombay.
Mình nói xem, chuyện đáng tự hào như thế, làm sao tôi không vui được chứ? Rakat, hôm nay là ngày đầu tiên con tới trường trung học, hay là để ba đưa con đi? Đúng thế, để cha con đưa đi. Con đi cùng với anh Biman là được rồi ba ạ. Ba đưa con tới trường, rồi lại quay về sẽ rất mất công. Ba còn phải đi bán hàng cùng mẹ nữa mà. Anh Biman đã hứa sẽ cho con đi học mỗi ngày. Ba đừng lo nhé. Con đi cẩn thận nha. Đường phố Mumbai dạo này đông đúc xe cộ lắm. Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Hôm nay tôi đã mua được một xe hàng tươi ngon lắm. Thế nào cũng sẽ đắt khách cho mà xem. Thật vậy sao? Chúng ta đi luôn thôi. Chúc mừng anh Da Da Rao. Nghe nói con trai anh chị đã nhận được học bổng vào học tại trường quốc tế Bombay. Chà, thằng bé đúng là rất xuất sắc, nên mới giành được học bổng của ngôi trường chất lượng top đầu của thành phố chúng ta. Chúng tôi rất vui mừng Mohana. Thằng bé học rất khá, cũng may là Rakat giành được học bổng để vào trường. Chứ nếu không, vợ chồng tôi cũng chẳng nuôi nổi thằng bé học trung học ở trường quốc tế. Thằng bé học giỏi thế, sau này sẽ có thể có được công việc nhàn hạ, không cần phải dầm mưa giải nắng như chúng ta. Vợ chồng tôi cũng chỉ mong thằng bé sau này đỡ vất vả hơn chúng ta hiện tại. Alo, tôi là Da Da Rao. Chú Da Da Rao, là cháu, Biman đây. Biman, Rakat sao rồi? Rakat làm sao? Cháu đừng ấp úng như vậy. Rakat đã qua đời rồi ạ. Cháu và Rakat đi trên đường, đột nhiên đâm phải một ổ gà lớn, làm hai đứa cháu ngã ra đường. Cháu có đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị thương nhẹ, nhưng Rakat đã bị đập đầu xuống đường. Bác sĩ nói Rakat bị chấn thương sọ não nặng nên... Không, không thể như thế. Rakat, con trai... Rakat! Rakat, từ ngày con đi, mẹ con rất suy sụp, gia đình ta đã không còn tiếng cười nữa. Nỗi đau này sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được. Ba mẹ nhớ con nhiều lắm, Rakat ạ. Cháu không sao chứ? Dạ cháu không sao ạ. Đoạn đường này tự dưng xuất hiện cái ổ gà này nên cháu mới bị ngã. Cháu và Rakat đi trên đường, đột nhiên đâm phải một ổ gà lớn, làm hai đứa cháu ngã ra đường. Cháu có đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị thương nhẹ, nhưng Rakat đã bị đập đầu xuống đường. Bác sĩ nói Rakat bị chấn thương sọ não nặng nên... Những ổ gà này đúng là nguy hiểm. Cũng may là cháu không bị thương. Từ giờ cháu chú ý quan sát hơn một chút nha. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Không biết đã có bao nhiêu người gặp nạn vì những ổ gà như thế này rồi. Rakat cũng là vì cái ổ gà như thế này nên mới bị tai nạn. Ngày nào có những ổ gà này thì ngày đó sẽ còn có những người gặp bất trắc không đáng có. Rakat, vì ổ gà này mà con mới gặp chuyện không may. Giờ ba sẽ lắp lại nó. Ba năm sau. Suốt ba năm qua, có một người đàn ông đã âm thầm giá hơn 600 chiếc ổ gà trên khắp các con đường trong thành phố Mumbai của chúng ta. Đó chính là ông Da Da Rao. Ông Da Da Rao, ông có thể cho khán giả biết lý do gì mà ông lại kiên trì làm việc vá ổ gà này dù không nhận bất kỳ lợi ích gì không ạ? Tuy việc vá ổ gà
không mang lại lợi ích về tiền bạc cho tôi, nhưng tôi tin là hành động của mình đã giúp được rất nhiều người. Mỗi năm có hàng nghìn người gặp tai nạn và thiệt mạng vì những ổ gà như thế này ở Mumbai. Con trai tôi, Prakash, cũng đã mất sau khi bị ngã vì đâm phải một ổ gà. Sự ra đi của Prakash đã để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống của vợ chồng tôi. Tôi làm việc này để tưởng nhớ con mình. Tôi cũng không muốn bất cứ ai khác phải mất đi người thân vì những ổ gà giống như tôi. Bắt ra ra đâu? Các cháu cũng tới lắp ổ gà sao? Kể từ giờ, chúng cháu sẽ đồng hành cùng bác. Chúng ta sẽ lắp hết ổ gà ở thành phố Mumbai này, để không ai phải gặp nạn vì ổ gà nữa. Đúng thế ạ, à, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về ông Dadarao Pihor ở Mumbai, Ấn Độ năm 2015. Con trai của ông Dadarao qua đời vì đâm phải một ổ gà. Đau lòng vì con trai, ông Dadarao đã quyết định sẽ lấp hết những ổ gà trong thành phố Mumbai để không còn ai gặp phải bất hạnh như con trai của ông. Nơi tình yêu bắt đầu. Ừ, cháu muốn mượn ông một cuốn sách, mà thấy ông đang ngồi trầm tư nên cháu không muốn đánh tiếng. Không sao, cháu đã tìm được quyển sách cần tìm chưa? Ôi, một tấm ảnh cũ. Nhưng người bên cạnh ông là ai vậy ạ? À? Cháu mang đến đây ông xem nào. Là Maria. Đó là một mối tình đầu khó quên đối với ông. Thành phố Chicago 50 năm trước. Chào anh Peter, hôm nay anh muốn dùng gì? Hay vẫn như mọi khi? Quán em hôm nay có món mới, thịt bò sốt tiêu đen. Anh muốn dùng thử không? Ừ, à, vâng, vâng. Tôi rất thích cô. Không, không. Tôi không thích cô. Ấy không, không phải. Ý của tôi là tôi rất thích lời đề nghị của cô. Em hiểu ý của anh mà. Anh ngồi đây đợi tí nha, đồ ăn sẽ ra ngay. Mình lại phạm một sai lầm rồi. Bao nhiêu lần định ngỏ lời với cô ấy mà chưa được. Peter, anh vẫn còn ở đây à? Maria, thật ra hôm nay anh đến đây là để anh đã để ý tới em từ rất lâu rồi. Kể từ lần đầu tiên anh gặp em ở quán ăn này, vẻ đẹp của em, sự dịu dàng của em đã rất gây ấn tượng với anh. Anh thực sự rất thích em. Làm bạn gái anh được không? Em đồng ý. Thực ra em cũng chờ ngày này lâu lắm rồi. Vậy tại sao ông bà lại chia tay vậy ạ? À, tất cả là một câu chuyện dài. Nhưng ông đã làm việc có lỗi với bà ấy. Trong suốt 50 năm qua, ông luôn nợ bà ấy một lời xin lỗi. Lời xin lỗi? Vậy sao ông không tìm gặp bà Maria để nói ạ? 50 năm đã trôi qua, bà ấy cũng đã chuyển đi chỗ khác rồi, không để lại thông tin liên lạc cho bất kỳ ai cả. À, vậy còn quán ăn nơi bà ấy làm việc, nơi quen thuộc của ông bà? À, ông đã quay lại quán ăn để có hy vọng có thể gặp bà ấy, nhưng cũng đã quá muộn. Khi đến đó, ông được biết là quán ăn cũng đã đóng cửa sau khi ông bà chia tay 3 năm. Sau đó, ông đã đi khắp thành phố Chicago hỏi những người quen của bà ấy, nhưng không ai biết bà ấy đã chuyển đi đâu. Thế là ông đã bặt tin của bà Maria cho đến tận bây giờ. À, cháu vừa nghĩ ra được một cách để giúp ông có thể tìm lại bà Maria. Boston, Mỹ. Bài viết có tựa đề: Tôi muốn gặp lại cô gái trong bức ảnh để có thể nói một lời xin lỗi. Peter Vanderson liền được chia sẻ một cách nhanh chóng. Số lượt like, comment, chia sẻ tăng lên chóng mặt ở trên Facebook. Bức hình này hình như mình đã thấy ở đâu rồi.
Bà ơi, bà xem nè. Sao cháu lại có bức ảnh này? Không phải là cháu có đâu, mà là người có tên nick Facebook là một người tên là David Vederson đã đăng nói lên mạng xã hội. Có phải cô gái trong ảnh là bà đúng không bà? Đúng là chuyện từ rất lâu rồi. Vậy cháu có thể nói rõ hơn cho bà biết là bài viết đó nói cái gì không? Bài viết này là bài viết nói rằng ông Peter Vederson đang muốn tìm gặp lại mối tình đầu của mình để có thể nói một lời xin lỗi với cô ấy. Cháu nói tên người muốn tìm bà là Peter Vederson à? Dạ đúng rồi thưa bà. Hay để cháu hẹn gặp, bà thử gặp ông ấy một lần, biết đâu ông ấy có lời giải thích thì sao? 50 năm rồi, bà không muốn nghe một lời giải thích từ một kẻ phản bội đâu. Ông ấy đã chia tay với bà. Sao mấy hôm liền Peter không đến? Ôi Peter à, anh làm em lo quá. Sao mấy hôm nay anh... Maria, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Maria, hãy nghe anh nói nè. Anh muốn chúng ta chia tay. Cái gì? Chia tay? Phải, anh muốn chúng ta chia tay. Anh phải đi đây. Từ nay anh sẽ không đến gặp em nữa. Peter. Chưa nghe được lời giải thích, vài ngày sau đó Maria đã đáp chuyến bay tới LA, nơi mà Peter mới chuyển đến. Xin chào, cô tìm ai? Đây có phải là nhà của anh Peter Vederson không ạ? Đúng rồi. Vâng, tôi đến tìm anh Peter ạ. Vậy thì mời cô vào nhà uống chút nước, tôi sẽ gọi anh ấy ra. Cô chờ anh ấy một chút nha, anh ấy sẽ vào ngay. Giới thiệu với cô, tôi tên là Natalie Vederson. Maria, em làm gì ở đây vậy? Tôi đã mong rằng chỉ là tên trùng tên. Tôi đã ngu ngốc trông đợi điều gì cơ chứ? Tại sao anh có thể phản bội tôi như vậy? Vì cô ta sao? Chúng tôi thật sự yêu nhau, và anh ấy thật sự yêu tôi mà. Cô trật tự đi, cô không có quyền xen vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Peter à, anh nói đi. Maria, anh chưa bao giờ thực sự yêu em hết. Đồ tồi tệ. Anh và cả cô ta là những cái tệ bạc và xấu xa nhất. Chuyện là như vậy đó, và chẳng bao giờ muốn gặp lại cái người đàn ông tệ bạc đó nữa. Mối tình của bà và ông Peter đang thật đẹp mà lại có kết thúc như vậy. Bà đã quên nó từ lâu lắm rồi, và cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì. Xin chào, cho hỏi anh có phải là David Vederson không? Vâng, là tôi, David đây. Cô có phải là Lily Lynn đúng không? Mời cô ngồi. Vậy tôi tin rằng giữa ông tôi và bà của cô đang có hiểu lầm gì đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Giờ tôi có một cách để có thể để ông bà chúng ta gặp nhau. Vậy thì còn gì bằng. Bà tôi đã sống với vết thương lòng suốt bao nhiêu năm nay. Dù sự thật là gì, nếu được gặp ông Peter, biết đâu hiểu lầm đó sẽ được gỡ bỏ. Tôi cũng muốn được biết chuyện gì đã thật sự xảy ra. Vậy cách đó là như thế nào? Lily à, rốt cuộc là cháu đưa bà đi đâu vậy? Có lẽ lâu lắm cháu không đến Chicago nên bị nhầm lẫn đường hết đó bà. Cháu đói quá. Hay là bà cháu mình ghé vào quán ăn nào đó ăn chút gì nha bà. Nơi này là... Có chuyện gì phải bà? Không có gì. Thật là lạ. Mình tưởng nơi này đã đóng cửa rồi, nhưng nó thật sự vẫn như 50 năm về trước, quen thuộc đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Maria, có phải là Maria Lynn không? Maria,
đúng là Maria rồi. Peter Vanderson, sao anh lại ở đây? Chuyện này là như thế nào? Cháu chào bà. Cháu là David, là cháu trai của ông Peter ạ. Tôi không muốn gặp lại ông. Ông về đi. Nếu đã đến đây rồi thì chúng ta cùng ngồi xuống đi. Cho tôi một tách trà nóng với hai gói đường ở ngoài nha. Còn tôi một tách Americano nóng. Có vẻ như khẩu vị của em vẫn không thay đổi. Đó có lẽ là một thói quen khó bỏ, Peter ạ. Giống như những việc mà ông đã gây ra cho tôi, khó mà cho vào lãng quên được. Em thật sự vẫn hận anh đến vậy sao? Maria à, em có để ý trong thời gian chúng ta yêu nhau, anh chưa hề nói với em công việc của anh là gì. Peter, trong nhiệm vụ mới lần này, cậu phải kết hôn với Natalie, cũng là một trong những đặc vụ của chúng ta. Nhiệm vụ của hai người là điều tra một nhóm xã hội đen đang kinh doanh ma túy mạng lưới rộng ở đây. Vâng, tôi hiểu thưa sếp. Tốt, để có thể đảm bảo an toàn và thuận lợi cho nhiệm vụ, chúng tôi sẽ tạo cho hai người hai thân phận mới để đột nhập vào tổ chức đó. Cậu cần cắt đứt mọi quan hệ với những người quen hay thậm chí là người yêu của cậu. Cậu chắc hiểu mình cần phải làm gì rồi chứ? Dạ vâng, thưa sếp. Chuyện là như vậy đó mà. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Natalie đã mất vì bị thương nặng trong một lần làm nhiệm vụ khác sau đó. Nè, Peter à, xin anh hãy bình tĩnh lại. Tôi biết anh yêu cô ấy rất nhiều. Đây là nơi tình yêu của chúng mình bắt đầu. Khoảng thời gian không ở bên cạnh em, anh cũng vô cùng đau khổ. Và hơn hết, anh luôn dằn vặt mình vì đã gây tổn thương cho em. Nhưng em hãy nhìn xem, anh vẫn nhớ như in những thứ liên quan tới em, từng đồ vật ở đây đều là những kỷ niệm không bao giờ anh quên được. Thật không ngờ quán ăn này đã qua thời hoàng kim của nó rồi sao? Ông không ngờ rằng nó lại bị bỏ hoang như thế này. Nhìn nó trông thật buồn quá. Mà chị A đã rất thích và yêu quý nó, nhưng có lẽ vì ông mà cô ấy đã bỏ đi và không bao giờ quay lại quán này nữa. Ông ơi, cháu có ý này, hay chúng ta mua lại quán ăn và tu sửa nó lại giống hệt như xưa đi. Nó thật sự rất hay. Ý kiến của anh hay lắm. Hy vọng hai ông bà sẽ giải tỏa được hiểu lầm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.